Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được thần tài ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp đúng 2 tháng cuối năm âm lịch năm 2023. Sách trời ghi rõ, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được trời Phật độ mệnh, chuyển họa thành phúc, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, tiền tỷ nhét đầy két, đúng 2 tháng cuối năm 2023. Quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý thân mến, luận về vận số cuộc đời cho thấy, những năm vừa qua tuổi Nhâm Tý đã gặp nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi giật mình kinh hãi khủng khiếp trong cảnh nợ nần, túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp chốn, lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để lo xoay sở, trang trải cuộc sống mưu sinh, nhưng nghèo khó thế đủ rồi, từ 52 tuổi trở đi sẽ là lúc người tuổi Nhâm Tý có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ đã bị mất mát trước đó. Trong năm này, bản mệnh sẽ đón nhận một thời vận mới với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh, có cát tinh phù trợ, cục diện bề trên che chở. Bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Xem tử vi chọn đời thấy rõ, bước sang tháng 11 và 12 năm 2023 âm lịch, vận trình của Nhâm Tý sẽ bừng sáng bất ngờ nhờ cát tinh cao chiếu, từ sự nghiệp công danh cho đến tài lộc của tín chủ đều khởi sắc. Khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa, bất ngờ nhận phúc lớn, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nghèo đói cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi, cuộc sống sung túc, giàu có an nhàn, gia đạo an yên, tinh thần vui vẻ, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể trong 2 tháng tới về sự nghiệp công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của người tuổi Nhâm Tý cụ thể sẽ ra sao? Và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu có nhanh chóng như vậy? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Đặc biệt ở phần cuối video, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về những điều cấm kỵ và cách hóa giải vận hạn giúp tuổi Nhâm Tý tránh họa đắc phúc, hưởng lộc, có 2 tháng cuối năm cực may mắn và giàu có. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây. Quý vị thân mến, xét về quá khứ Nhâm Tý, đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Nhâm Tý chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Nhâm Tý không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng, cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Nhâm Tý 10 phần khả năng của họ, cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm nhân tính, hay giản đơn là vận số của Nhâm Tý quy định rằng, họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên, cuộc hành trình 10 năm một vòng đại vận đã sắp kết thúc, Nhâm Tý hiện tại 52 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú, nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cún, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đủi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc vần xoay, rèn tâm luyện tính cho Nhâm Tý, hình thành nhân cách tư duy, khai mở trí tuệ trình độ, và biến Nhâm Tý trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác,
Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Nhâm Tý thường che giấu tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai, bởi vẻ ngoài đơn giản, sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản, người sinh năm Nhâm Tý, sinh năm 1972 khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Nhâm Tý có suy nghĩ đơn giản, rạch ròi, không rào trước đón sau, là một người bạn đáng tin cậy. Bạn có thể tâm sự với họ về băn khoăn của mình, họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn bằng một cách đơn giản nhất. Người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, tính cách thẳng thắn, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Họ thích hợp và dễ đạt được thành công trong công việc, ví dụ như lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục hay làm tham mưu cố vấn, theo nghiệp ngoại giao, pháp luật, tư vấn, tiếp thị. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc rất giỏi ăn nói, thường khéo léo, mềm dẻo hơn so với những người thuộc mệnh mộc khác. Họ uyển chuyển, có kỹ năng giao tiếp tốt, thường nhận được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh. Hơn nữa, mệnh mộc biểu trưng cho lòng nhân từ, nhã nhặn và rộng lượng. Chính vì thế họ luôn được nhiều người quý mến vì nhân cách. Tuy nhiên, người thuộc cung mệnh này cũng dễ bị động, lại hay bị kéo vào các cuộc tranh luận, nên có thể gặp nhiều rắc rối. Tăng đố mộc là gỗ cây dâu. Người ta cho rằng trên cây dâu, từ lá dâu, cành dâu, thân cây dâu đến quả dâu đều được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nên mệnh tăng đố mộc dễ rơi vào hoàn cảnh bị người khác cướp công và hay bị lợi dụng bởi những mối quan hệ họ hàng. Nhâm Tý 1972 cần có một người đi cùng để dẫn dắt thì mới thành công được, vì tăng đố mộc là người hay hy sinh cho người khác, chịu thiệt cho mình. Và bản thân người tuổi Nhâm Tý là người bất khuất, bướng bỉnh, làm việc không linh hoạt, thậm chí hơi ỷ lại, nên Nhâm Tý cần một người khôn khéo chỉ dẫn để giúp họ thuận lợi trong công việc hơn. Về mặt tình cảm, Nhâm Tý thường sẽ thể hiện bằng hành động nhiều hơn lời nói. Họ không màu mè, không khoa trương, khi làm thì rất chân thành. Nhâm Tý là người quy củ, sạch sẽ, ngăn nắp, không chi tiêu lãng phí. Hôn nhân với người tuổi Nhâm Tý không có nhiều màu sắc lắm, nhưng họ rất là yêu thương, chung thủy, bao bọc tổ ấm của mình. Khuyết điểm của Nhâm Tý sẽ được bộc lộ trong thời gian tiếp xúc dài. Sự lì lợm, ương ngạnh, không nhận thua của họ có thể sẽ khiến bạn đau đầu. Họ không thích nợ nần, luôn đau đáu về những khoản nợ. Chuột là động vật có khả năng nhẫn nại phi thường, nhưng nếu nó nổi giận thì cực kỳ nguy hiểm. Bạn nên tránh đối đầu với tuổi này khi họ đang giận dữ. Bản thân Nhâm Tý là người mạnh mẽ nên rất ghét sự yếu đuối. Họ không thích những người nhõng nhẽo, mềm yếu. Tóm lại, Nhâm Tý có cá tính đặc biệt nghiêm khắc, nhưng nặng một chữ tín. Chất bướng bỉnh kiên cường của cây dâu tằm vẫn cứ tỏa sáng một vùng bởi sự ngạo nghễ và chất riêng của nó. Tiếc rằng 2022 nếu là một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì 2023 này là một năm của một sự khởi đầu. Không chỉ khởi đầu đẹp cho một năm, mà là một chuỗi chuyển cảnh dài lâu cho giai đoạn cuối trung vận và hậu vận của Nhâm Tý suốt sau này. Tử vi năm 2023 đã chỉ ra rằng tuổi Nhâm Tý sẽ là một trong những con giáp được đền đáp xứng đáng nhất với những gì họ đã bỏ ra trong những năm qua. Để bắt đầu gặt hái thành công trong năm nay, bước sang năm 2023, tuổi Nhâm Tý gặp nhiều may mắn trong công việc, tài lộc tăng tiến. Với việc được cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thuận lợi, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn. Đặc biệt, người kinh doanh, buôn bán được dự báo sẽ có nhiều vượng khí, trong khi đó người làm công việc cố định có thể hài lòng với mức thu nhập hiện tại, cộng thêm bổng lộc. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Tý không vì thế mà lơ là chủ quan hay tham lam để tránh thiệt hại vì sự nóng vội của bản thân. Trời phú cho người tuổi Nhâm Tý là những người thông minh, chăm chỉ, siêng năng và vững vàng, có chí tiến thủ và tham vọng lớn. Trong con người Nhâm Tý lúc nào cũng muốn thăng tiến, thật ra để đảm bảo cho bản thân và những người thân một cuộc sống đủ đầy thoải mái. Đặc biệt con giáp này sẽ chẳng bao giờ chịu thua kém bạn bè, chính vì thế mà dù làm bất cứ việc gì, họ cũng sẽ luôn nỗ lực để bản thân có thể đạt được những thành tích tốt nhất. Có câu thời thế tạo anh hùng, có thể nói, cái mà những chú chuột sinh năm 1972 thiếu hiện nay chính là một thời cơ thích hợp để bứt phá mạnh mẽ. Và điều mà họ mong chờ đã đến, khi có 2 tháng, 11 và 12 âm lịch tới đây, sẽ là thời điểm Nhâm Tý phất lên như diều gặp gió, thêm sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần tuổi Nhâm Tý luôn mạnh mẽ vững vàng, thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ. Đặc biệt là nguồn thu nhập của tuổi Nhâm Tý được cải thiện rất nhiều, người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương, do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới.
Đối với những tuổi Nhâm Tý làm ăn kinh doanh thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này, chỉ cần tuổi Nhâm Tý thực sự cần cù, siêng năng hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với tuổi Nhâm Tý rồi đấy. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2023 này quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý được dự báo có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt theo luận giải của giới tử vi phương Đông, thì 2 tháng cuối năm này, được sự hỗ trợ của hàng loạt cát tinh, tuổi Nhâm Tý sẽ có những bước tiến đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp như sau. Thứ nhất, vận trình của Nhâm Tý thăng cấp vượt bậc khi được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào tháng này, nếu bản mệnh kiên trì hơn, sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thứ hai, thêm Thái Dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để con giáp này nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh. Chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này, với những kinh nghiệm bạn có cùng sự linh hoạt, mềm dẻo của bạn, thì tháng này bạn dễ bề xử lý tốt công việc, thu phục được lòng người, nên thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây là 2 tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề của bạn đã giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa, đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Thứ ba, Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang tới cho bạn sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và va vấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong tháng cuối năm, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. Hãy cố gắng phát huy tốt năng lực của mình nhé, bạn sẽ nhận không chỉ nhiều lời khen mà còn cả cơ hội lớn trong sự nghiệp nữa đấy. Nhìn chung, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2023 này, phong độ của Nhâm Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, nhờ công việc thuận buồm xuôi gió, mà nhiều anh chị Nhâm Tý được thăng quan tiến chức, người làm kinh doanh, buôn bán thì nhận được sự tin tưởng ủng hộ của khách hàng. Về phương diện tài lộc. Bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được dự báo sẽ có vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc khi các nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Nhờ những nỗ lực cố gắng của bạn trong công việc, mà dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng đều vượng lộc thấy rõ trong tháng này. Sự nghiệp tài lộc đều song hỷ lâm môn, tin vui tới tấp đến với tuổi Nhâm Tý, chúng ta có thể điểm qua bằng 3 ý chính sau. 1. Với người làm công việc cố định, nhờ công việc thuận lợi, đạt kết quả tốt nên thu nhập tăng cao là điều đương nhiên, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm, nhờ những đóng góp của mình, thưởng nóng, thưởng nhóm cũng cân nhắc dành hết cho bạn nên túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. 2. Với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Cơ hội để bạn hốt vàng hốt bạc ở thời điểm Tết đã đến rất gần này, chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách, thì năm nay bạn sẽ nhận về khoản lợi nhuận dồi dào, tiền bạc cứ ùn ùn chạy vào túi của bạn. 3. Vì là giai đoạn cuối năm, nên sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết, tùy vào khả năng của bản thân. Bạn nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên tiêu hoang mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Có kế hoạch chi tiêu thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất Nhâm Tý nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Nhâm Tý âm lịch, về phương diện tình duyên gia đạo cho thấy, 2 tháng tới là thời điểm đào hoa nở rộ. Với cả người độc thân lẫn người đã có gia đình, sao Thiên Diêu chủ tình duyên xuất hiện, tình cảm vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng nói rõ ra, để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bạn chớ vì những điều vụn vặt mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. May mắn sang tháng chạp
thì tình cảm gia đình ngày càng khăng khít. Khi tạm gác lại công việc đón Tết, cả gia đình bạn có dịp quây quần bên nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng bàn kế hoạch sửa soạn đón Tết, cùng đón bữa cơm tất niên với người thân, càng giúp không khí gia đình tưng bừng phấn khởi. Nhân duyên cũng đang rộng mở với một số ít người tuổi Nhâm Tý độc thân. Tuy nhiên, có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá dửng dưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Nhâm Tý trong 2 tháng cuối năm 2023 ở mức trung bình, không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mải mê kiếm tiền. Tết Nguyên đán đang đến gần, bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. 1. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 11 âm lịch. Dự báo trong tháng 11 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới, sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. May mắn là có sao Hữu Bật xuất hiện, nên sẽ có người giúp sức để cứu bạn ra khỏi những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, với những ai giúp mình thì bạn phải trân trọng việc họ làm. Nhớ phải thể hiện rằng mình lắng nghe, đừng dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình rồi phủ định công lao của họ, thì tương lai sẽ chẳng còn ai muốn giúp bạn nữa đâu. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh phải lưu tâm trong thời gian này, khi mà thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ, khiến bạn dễ bị đau ốm liên miên. Tuy nhiên, với những ai biết giữ gìn sức khỏe bằng việc lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất, sẽ hạn chế tối thiểu được những tác động này. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Nhâm Tý, trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng. Nhìn chung có nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc của bản mệnh vào lúc này, hãy tận dụng lợi thế khi bạn là con giáp đổi vận 2 tháng cuối năm 2023, đạt được thành công khó ai ngờ. Ngũ hành xung khắc cho thấy, mối quan hệ hiện tại có những dấu hiệu không tích cực cho lắm, có thể hai người liên tục gây mâu thuẫn, tranh cãi vì những việc cò�n con. Quý nhân, Thìn, Tuất, tiểu nhân, Hợi, Dậu. Màu sắc cát tường, ghi, nâu. Con số may mắn, 23, 90, 44. 2. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2023 trong tháng 12 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thành công khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Những gì mà bạn nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển theo đúng dự kiến, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn nhiều, có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương ở tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn ký kết được những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác. Thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm tăng lên cũng khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay, song nhờ vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh như Thái Dương, Thiên Diêu soi chiếu, đặc biệt người độc thân dễ tạo ấn tượng trong mắt người khác giới. Bạn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp nếu chịu mở lòng với các cặp vợ chồng, đôi bên thấu hiểu là hậu phương vững chắc cho nhau. Quý nhân, Thân, Hợi, tiểu nhân, Mão, Dậu. Màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 23, 89, 04. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng, thiết kế, cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Hướng phong thủy là một trong các yếu tố quan trọng khi xây nhà. Người tuổi Nhâm Tý thuộc cung mệnh Khảm Thủy, nên các hướng hợp với mệnh chủ bao gồm hướng Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Nếu thiết kế phòng khách đặt theo các hướng trên thì sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp gia chủ thuận lợi trong công việc. Ngược lại, gia chủ có thể gặp nhiều điều không tốt, xui xẻo
Nếu hướng phong thủy phòng khách tuổi Nhâm Tý 1972 rơi vào một trong bốn hướng kỵ của cung Đông Tứ Mệnh, do đó, khi chọn hướng phòng khách đối với gia chủ tuổi Nhâm Tý, cần tránh các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây, gia chủ nên thiết kế phòng khách với hình dáng vuông, rộng, không gian thoáng theo phong thủy phòng khách tuổi Nhâm Tý 1972. Kiểu thiết kế này vừa đem lại cảm giác thoáng đãng, sáng sủa, tính thẩm mỹ cao và vừa hợp với tuổi mệnh. Bên cạnh đó, phòng khách nên thiết kế thêm cửa sổ để các luồng khí có thể lưu thông dễ dàng, đồng thời kiểu thiết kế này cho phép không gian phòng khách đón ánh sáng tự nhiên. Vượng khí trong nhà cũng nhờ đó mà tăng cao, giúp gia chủ thuận lợi hơn trong công việc, cuộc sống. Với những phòng khách có diện tích hạn chế, việc thiết kế chuẩn phong thủy có thể gặp một số trở ngại. Với trường hợp này, bạn có thể bố trí gương lớn ở phòng khách để tạo cảm giác không gian như được mở ra rộng hơn. Hơn nữa căn phòng cũng trở nên sáng sủa, có tính thẩm mỹ hơn, sinh khí được điều hòa và căn phòng cân đối hơn. Ngoài ra, theo phong thủy phòng khách tuổi Nhâm Tý 1972 thì nên thiết kế trần nhà cao để tạo sự thoáng đãng, đồng thời những góc nhọn trong phòng cần được che đi để tránh tạo sát khí. Nếu phòng khách thiết kế có xà ngang, tuyệt đối không để bàn ghế dưới các thanh xà ngang đó để tránh gây ảnh hưởng đến phong thủy. Một yếu tố cũng quan trọng không kém cần lưu ý trong phong thủy là màu sắc. Khi lựa chọn màu sắc hợp cho phòng khách cần tuân theo quy tắc tương sinh, tương hợp trong phong thủy. Điều này giúp mang lại nhiều may mắn, tài lộc và tăng vượng khí cho gia đình. Theo thuyết ngũ hành, tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, do đó những màu tương hợp là màu bản mệnh của nó và màu của mệnh thủy, thủy sinh mộc. Các màu đó bao gồm xanh lá cây, xanh chuối non, xanh nước biển, xanh đen, đen. Vì vậy, khi thiết kế phòng khách hợp phong thủy đối với tuổi Nhâm Tý, nên ưu tiên chọn các màu trên, như vậy sẽ giúp công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào và các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn. Theo thuyết tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, mệnh thổ khắc mệnh kim, vì vậy tuổi Nhâm Tý nên hạn chế sử dụng các món đồ nội thất, rèm cửa, sofa, màu sơn tường, có màu trắng, xám, vàng ánh kim. Những màu này thuộc mệnh kim nên sẽ ảnh hưởng xấu và khiến gia chủ gặp trục trặc trong công việc, cuộc sống. Đồng thời, nó cũng làm hạn chế các luồng sinh khí tốt vào nhà và gây ảnh hưởng đến vận tài lộc của gia chủ. Theo phong thủy phòng khách tuổi Nhâm Tý 1972 thì việc lựa chọn đồ nội thất cũng rất quan trọng. Nếu chọn nội thất phù hợp với bản mệnh của gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ mang lại nhiều may mắn, tiền tài và vận khí tốt. Các quy tắc để lựa chọn nội thất phòng khách cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 có thể tham khảo như sau. Lựa chọn màu sắc đồ nội thất nên ưu tiên những đồ nội thất thuộc mệnh thủy và mộc, hạn chế các món đồ có màu trắng, xám, bạc thuộc mệnh kim. Lựa chọn chất liệu nội thất nên chọn đồ nội thất sử dụng chất liệu gỗ thuộc mệnh mộc. Lựa chọn hình dáng đồ nội thất, ưu tiên chọn đồ nội thất có họa tiết hoặc hình dáng hình lượn sóng mệnh thủy và hình chữ nhật mệnh mộc, hạn chế chọn những món đồ có hình tròn mệnh kim vì gây ra tình trạng xung khắc. Theo phong thủy phòng khách tuổi Nhâm Tý 1972 thì nên ưu tiên lựa chọn và trang trí bằng cây xanh, các loại cây như cây phú quý, cây phát tài, có sức sống cao và có điều hòa khí tốt thì nên ưu tiên sử dụng để bố trí cho phòng khách. Điều này vừa hợp phong thủy, mang đến tài lộc may mắn, lại còn vừa tốt cho sức khỏe các thành viên trong gia đình. Hạn chế trang trí bằng các loại hoa, cây giả, cây nhựa vì nó không hợp phong thủy và có thể gây ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, có thể trang trí phòng khách bằng tranh phong thủy cho những người tuổi Nhâm Tý 1972. Những loại tranh được sử dụng để trang trí có thể là về chủ đề quê hương, hoa mẫu đơn, rừng cây. Tranh phong thủy không chỉ mang lại thẩm mỹ cho phòng khách mà còn hợp phong thủy, tăng sự thịnh vượng cho gia chủ. Phong thủy phòng khách tuổi Nhâm Tý 1972 cũng nên lưu ý về các vấn đề dưới đây. Trần khách nên tránh để lộ xà ngang, đặc biệt là vị trí trên đầu ghế sofa hoặc nơi thờ cúng. Trần nhà nên dùng các màu sáng để tạo sự thông thoáng. Sàn nhà nên chọn màu đậm nhằm đảm bảo ý nghĩa phong thủy trời nhẹ, đất nặng. Thiết kế sàn nhà phải bằng phẳng, tránh gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp. Nó không những nguy hiểm khi di chuyển mà còn làm cho cuộc sống của gia chủ gặp nhiều sóng gió, thăng trầm. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Nhâm Tý. Một ý niệm quyết định thiện ác, tâm sinh thiện, hành động cũng hướng tới điều thiện. Mệnh số tự khắc có phúc báo, tâm ác làm điều ác, ác báo tự khắc tìm đến. Rất lâu trước kia, tại một thôn làng ở vùng núi có một câu chuyện được lưu truyền lại rằng, dưới chân núi có một người thợ điêu khắc rất có danh tiếng. Làng bên cạnh khi đó mới xây dựng một ngôi miếu, người thợ điêu khắc này được mời tới để khắc một bức tượng Bồ Tát. Lúc ấy, sắc trời đã tối, người thợ điêu khắc này muốn đi sang làng bên buộc phải đi qua một khu rừng vốn có truyền thuyết ma quỷ hoành hành.
Từng có rất nhiều người đi đêm gặp phải con quỷ đó và bị dọa cho khiếp sợ, về nhà mà vẫn chưa hoàn hồn, tinh thần không còn được bình thường. Cho nên, bạn bè và người thân của vị thợ điêu khắc hết lời khuyên bảo ông chờ tới khi trời sáng rồi hẵng lên đường để tránh gặp bất trắc. Nhưng người thợ điêu khắc chỉ lo đi muộn sẽ lỡ mất giờ đã hẹn trước, vì vậy đã nói với người nhà, thứ gì cũng có thể để lỡ, nhưng khắc tượng Phật thì không thể. Nói xong ông lập tức lên đường, đi một mình, đi tới nửa đường, màn đêm đã buông xuống, khung cảnh xung quanh mịt chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trên đầu. Đúng lúc này, người thợ điêu khắc bỗng trông thấy một cô gái đang ngồi cúi đầu khóc thút thít bên vệ đường, đôi giày của cô gái rách nát, nhìn vô cùng chật vật. Người thợ điêu khắc bước tới gần hỏi cô có cần giúp gì không? Cô gái trả lời, tôi muốn đi qua núi kia để sang làng bên thăm mẹ đang bị ốm. Đi tới nửa đường vì giày bị rách, chân đau quá không thể đi bộ tiếp được nữa, tôi lại sợ truyền thuyết ma quỷ ở đây nên không dám đi tiếp về trước. Vị thợ điêu khắc đáp, nếu như cô không ngại, thì tôi có thể cõng cô một đoạn đường. Cô gái đồng ý, đi hồi lâu, người thợ điêu khắc đổ mồ hôi ướt sũng lưng nên dừng lại nghỉ ngơi. Cô gái mới hỏi chẳng lẽ ông không sợ truyền thuyết ma quỷ ở đây sao? Sao không vội vã lên đường một mình mà còn chậm trễ vì giúp tôi? Người thợ điêu khắc trả lời cô, tôi cũng muốn đi nhanh chứ, nhưng nếu tôi bỏ lại cô ở đây một mình, ngộ nhỡ cô gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Tôi cõng cô đi, dù mệt nhưng ít nhất có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, người thợ trông thấy dưới chân có một đoạn gỗ, cho nên đã nhặt lên, lấy ra công cụ điêu khắc trong túi của mình, vừa nhìn cô gái, vừa dùng dao khắc vài nét. Cô gái tò mò hỏi người này làm gì, ông vui vẻ đáp, tôi thấy cô rất đẹp, lại trang nghiêm, hiền hòa, rất giống bức tượng Bồ Tát mà mẹ tôi thờ phụng trong nhà, cho nên mới khắc một bức tượng Bồ Tát dựa theo dung mạo của cô. Cô gái nghe xong nhất thời nước mắt chảy ròng ròng, bấy giờ cô mới nói, cô chính là ma quỷ trong truyền thuyết của người dân làng. Trước đây, cô dẫn theo con gái đi thăm mẹ bị ốm, trên đường đi qua đây đã gặp cướp, con gái cô xấu số không thoát được vì quá đau lòng, nên cô đã nhảy xuống vách núi đi gặp con, từ đó hóa thành ác quỷ, chuyên quấy phá người đi đêm qua đây. Cô không bao giờ nghĩ tới, một người mang đầy lòng oán thù như cô, lại được nghe lời khen dung mạo xinh đẹp, hiền từ như Bồ Tát từ người thợ điêu khắc, chính sự chân thành, thiện lương của người thợ điêu khắc đã cảm hóa vị nữ quỷ này. Cô siêu thoát ngay sau đó, không còn xuất hiện quấy nhiễu người đi đường nữa. Trời vừa sáng, người thợ điêu khắc cũng đến ngôi miếu làng bên đúng giờ. Đời người luôn phải đứng trước rất nhiều lựa chọn, chỉ một ý niệm có thể quyết định vui buồn, sầu khổ ngày sau. Tâm hướng thiện có thể đổi lấy trăm năm tu hành. Người biết đặt chữ thiện lên hàng đầu, tức là đã thấu tỏ hạnh phúc của thế gian. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong chương trình lần sau.